Là tại vì chắc là bình hồ đô trễ thì cái đề tài là bây giờ đó chúng ta thấy rằng đó, cái vấn nạn của Nam California, nếu không nói rằng đó là cái sự phá sản chính trị ở đây do những mấy mấy ông nghị viên Babilắc của Việt Nam, tức ông Tạ Đức Chí, ông Diệp Miên Trường. Thế rồi cái không biết là anh Bình Hồ đã coi được cái chúng tôi đã đưa lên ba cái video sáng nay của Little Sài Gòn TV. Thì trong đó đó ông Tạ Đức Chí và ông Diệp Miên Trường lên trên đài Little Sài Gòn TV đó. Thì các ông lên đầu tiên đấy, ba cái video không biết anh, nếu mà anh Bình Hồ đã xem được á thì mình có thể nói chuyện rất là dễ dàng. Chúng tôi đã highlight ra những cái điểm mà chúng ta sẽ bàn ở đây. Cái đầu tiên nhưng mà muốn đưa ra quý vị đây, cái chuyện này là không phải chuyện cá nhân của ông Diệp Miên Trường hoặc là của ông Tạ Đức Chí. Cái chuyện này là của chuyện thành phố Westminster. Thế nhưng mà tại sao các ông cả luật sư City Manager không lên cùng với các ông đấy? Tại sao các ông không mở một cuộc họp báo công khai để tường trình cho đồng bào mà các ông mới lên trên đài? Lúc thì các ông nói là ông bảo vệ danh dự của thành phố, lúc thì các ông nói là cái chuyện cá nhân không có tên chúng tôi, bây giờ tên chúng tôi mới mới có vào trong cái hồ sơ thứ hai, còn cái lá thư thứ nhất thì không có. Thành ra các ông đang nói cái chuyện rất là mâu thuẫn, rất là chống đánh xuôi kèm thổi ngược. Tùy theo câu hỏi của nhà báo Đoàn Trọng đặt ra đó thì ông ấy trả lời, mà ông trả lời cái câu sau đó, xin lỗi quý vị, là nó đá câu trước, nó chửi nhau ở ngay trên cái đài Little Sài Gòn TV, không biết quý vị đã coi hay chưa. Thì hỏi anh Bình Hồ có xem được cái video không? Vâng, tôi cũng có xem được coi một cái clip này, vì đi làm thành ra đi về coi được chút thôi. Nhưng mà coi mình cũng coi là cũng khá là coi cầm được một chút cái thông tin cũng hơi ok rồi. Thì ở đây ông Diệp Văn Trường ông làm cái gì ở đó anh học? Vâng, bây giờ thứ nhất á là ông Ông chức vụ ông á, chức vụ chức ông á. vụ của ông á là ông là phó thị trưởng Ở thị trường là sau đã tạo ra. sau Tạ Đức Chí, mà ông ấy chưa tới 30 tuổi, ông chưa tới 30 tuổi đấy. Ok, thì để coi như mình đi vào vấn đề thì coi như là cái qua 47 năm á, và tôi thấy á là những cái việc mà coi như của các vị mà phải lên làm, kể cả sau này mà coi các vị thị trường á, mà có cái tôi đồng ý là các vị có cái nhân tài, cái học hành rất là tốt, nhưng mà các vị nó đi nằm ở trong một cái ngoặc đường sau á, để mà coi như quý vị làm những cái gì đó nó không đúng. Một thị trường á là chúng ta phải tập trung vào để mà khai thác những cái việc làm, để mà bắt tay những bất cứ một cái gì ở coi như cái đất nước nào để giao dịch mình làm ăn. Không trừ riêng ra là coi như cái gì mà coi như là có cái vấn đề cộng sản hóa trong đây rồi đó, mình là thị trường mình phải lo cho người dân, đó là mục đích khi mình lên cầm cái ghế, là mình phải lo cho người dân có công ăn việc làm, có nhiều quay tài khoản. Quý vị có biết á là California, cái tiểu bang này nó ăn bám có 49 tiểu bang khác không, hàng năm phải là coi như là viện trợ cái tiền ra để cho California mà ăn. Mà quý vị lên cái chức cha nét quyền hay là coi như là thị trường, coi như là tạo chí, các vị là vô dụng hết đó. Mỗi hàng năm là coi như là cái tiền mà viện trợ của tiểu bang của liên bang á tới tới tại Cali rất là nhiều đó. Mà chính ở Cali đó là cái do cái chỗ mà coi như trở ngại với cái cách mà coi như chống đối về 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 tổng cộng á, nó làm trở ngại đó. Một người thị trường phải lo cho dân, phải là coi như bắt tay các ở đâu, không cần ở đâu ra. Bây giờ chúng ta làm ăn Việt Nam tốt hơn làm ăn Tàu không, tốt hơn làm ăn Phi không, tốt hơn làm ăn Korea không, tốt hơn làm ăn Nhật không? Tại sao quý vị lại cản trở cái chuyện này? Một người thị trường phải là coi như là vì dân vì nước, tốt nhất là người thị trường phải làm cho công ăn việc làm cho nhiều để cho người dân khỏi bị là thất nghiệp, không chen vào cái vấn đề mà coi như chống cộng ấy, là vấn đề mà coi như của mấy ông kia bú tới mà coi như làm á rối nào cái cộng đồng Cali. Anh coi như là quý vị phải biết rằng á, chúng ta sống ở nước Mỹ này chúng ta phải biết như thế nào để mà chúng ta sống.
đầu tiên là chúng ta phải trả lại cái nợ nần của nước Mỹ đấy đi. À, phải là cái nước Mỹ đã kêu mà người ta mà chúng ta phải trả lại những cái gì? Pay back everything you have on them. Một cái việc không làm đấy, mà cái việc cứ làm cái chịu đau đâu không á. Cứ lên một cái ông thị trường là đấu tranh cái gì á. Chứ quý vị nói thiệt các quý vị á, đừng coi như là cộng đồng chứ nó. Quý vị lên cần kỳ, tự nhiên coi như người Việt cũng bầu cho cậu quý vị á. Không cần gì mà coi như phe phải gì đó, tôi biết. Nếu mà coi như có vị nào mà coi lên á, không cần gì coi như mà đi vô phe phải hay là vô cộng đồng mà không. Quý vị lên là coi như cái gì nè. À, tôi là người Việt Nam, tôi muốn là coi như phấn đấu lên một cái người mà thị trường hoặc là một người mà coi như thượng sĩ hay là hạng sĩ. Người ta tự động bỏ chứ cái lá phiếu cầm đấy không thể nào bỏ cái chỗ nào đó bỏ một người Việt Nam ấy. Thành cái chỗ mà coi như là cái nhất chỗ nhất là cái người Việt Nam đang lợi dụng quý vị đó. Thành nó sáng tỏ cái điều này á, quý vị á, làm như thế nào cộng đồng Việt Nam đó nó ràng danh, nó có cái tiếng á, tiếng nói của cộng đồng Việt Nam. Tôi thấy cộng đồng Việt Nam đâu đây không có gì cái tiếng nói của nó coi như so với các cái cộng đồng khác bạn bè. Chỉ vì là quay cái mấy cái chủng chủng cộng chủng này chủng nọ đó nó mất cái thời gian của quý vị rất nhiều. Đây là phần đầu tôi chia sẻ cho anh Nguyễn Phương Hồng. À, vâng, cảm ơn anh Hồ Ngọc Bình. Vâng, và tôi rất đồng ý ở chỗ này. Tôi đã nói rất nhiều lần, cái thành phố này không phải là thành phố của người Việt Nam tị nạn. Thành phố này nó có trước khi chúng ta qua đây, nó có trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Thì thành phố này nó có không ngoài sắc dân chính là cái người mà gọi là người địa phương, tức là người Mỹ. Rồi nó còn có những cái cộng đồng, họ ở đây vì rất lâu rồi, họ cộng đồng người Trung Hoa, cộng đồng người Đại Hàn, cộng đồng người Nhật. Và đặc biệt là cộng đồng người Mỹ, họ rất là đông. Và rất nhiều các cộng đồng khác, người Hawaii, người ấy, rất nhiều. Chứ không phải chỉ riêng có người Việt Nam mình. Thành ra đó, khi mà quý vị đại diện, không phải đại diện cho chỉ có những người Việt Nam. Quý vị đang là cái chức vụ nghị viên. Quý vị hay mở miệng, quý vị cứ nói rằng đây là tiền thuế của dân chúng. Vậy thì ai đóng thuế cho quý vị? Có phải tất cả mọi người trong cái thành phố Westminster này, bao gồm tất cả các sắc dân, đang đóng thuế cho quý vị không? Thì tại sao mà khi quý vị đặt cái vấn đề, đưa cái vấn đề mà nghị quyết 8.1 ra, để rồi không treo cái cờ đỏ sao vàng ở ngoài trong cái khuôn viên thành phố? Cái việc đó không phải việc của nghị viên. Cái việc đó là quyền việc mị dân để kiếm phiếu những cái người trong cộng đồng Việt Nam. Còn cái gọi là tưởng nhớ tới cái lá cờ, anh Bình đưa ra cái điều đó rất đúng. Nhưng cái vấn đề ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa tới ngày hôm nay là tại vì cái tờ báo Voice of Orange, tức là tờ báo tiếng nói của quận Cam, tờ báo đó đã dùng một cái tiêu đề rất là nặng, đó là tham nhũng lan tràn và khống chế công quyền tại trong thành phố Westminster. Thì như vậy đó, thưa quý khán giả, thưa anh Bình, các ông nghị viên này lên trong ba cái video mà ông Đoàn Trọng đưa lên Đại Liên Sài Gòn chiếu, các ông này không có dám nói gì về tờ báo Voice of Orange County. Cái đề tài họ nói là tham nhũng, các ông không trả lời. Đề tài họ nói rằng khống chế công quyền, các ông cũng không có trả lời. Thì bây giờ anh David Trần, anh vui lòng mình đừng có làm như vậy, làm dơ bẩn cái hội luận của mình. Đừng dùng cái lời đại ba bữa nay là đừng có dùng ba. Đừng dùng cái đó, nó làm nó mất giá trị cho cái buổi nói của chúng tôi. Làm như vậy là không được, mà coi như là tôn trọng nhau đâu, quý vị. À, nếu không thì chúng tôi bắt buộc phải chặn anh thôi. Yeah, vâng. Mình có quyền chửi nhưng mà anh đừng có lên trong cái chỗ này. Vâng. Cái...